Vâng, xin chào bác. Tôi quay tiếp thanh lý cục dàn Panasonic có mã là EH602 này. Cục dàn này chỉ có 4 thớt thôi. Nó là một bộ dàn có 5 loa. Nhưng đây tôi chỉ có cục dàn và điều khiển xịn này. Tôi thanh lý cái bộ cục dàn 4 thớt này và điều khiển này, không có loa kia nhá, với giá 2,5 triệu đồng. Chạy hoàn hảo đĩa CD, cắm điện thoại, máy tính, TV. Và bảo hành nghiêm chỉnh các bác, nên các bác đừng so sánh với những cái hàng đồng nát giá rẻ, có khi bán 1,5 triệu, 2 triệu, nhưng mà nó sẽ không có được hàng đẹp và chất lượng như này. Cục dàn này thì nó gồm có thớt đĩa CD ở phía trên cùng, chạy được 5 đĩa, đĩa CD và cả đĩa hình nữa, VCD. Tiếp theo là thớt chỉnh nhạc Equine. Tiếp theo nữa là thớt âm ly. Trên âm ly thì nó có các đường chọn âm thanh, giả sử đường chạy điện thoại, máy tính, TV này, đường chạy radio, đường chạy đĩa CD, đường chạy tape. Tape là cái thớt dưới cùng kìa. Nhưng mà tất cả các bộ dàn tôi bán ra thớt tape không bao giờ tôi tính, chỉ tính đến thớt CD và thớt âm ly, các chức năng cơ bản thôi. Còn thớt radio, thớt đĩa cassette các bác muốn dùng thì về thay dây guitar nó khác chạy. Tôi xin nhắc lại bộ cục 4 cục dàn này và cái điều khiển này với giá 2,5 triệu. Hàng gửi đi toàn quốc với điều kiện các bác chuyển tiền vào tài khoản tôi. Qua giờ tôi gửi qua dịch vụ Viettel, các bác có thể đến tận nơi xem hàng. Đây tôi đang chạy đĩa, tôi mở to các bác nghe. Tôi đi tìm mối xoan tình em trong mắt tôi, lời nào hay. Tôi ghép cùng với cái đôi loa Sharp này. Đôi loa rời của Sharp có giá 2,5 triệu đồng. Cả bộ này có 5 triệu bạc, quá ok luôn. Loa kia là loa rời chứ không phải loa dàn. Còn cục này là cục dàn. Loa giá 2,5 triệu. 4 cục này với cái điều khiển này 2,5 triệu, tổng 5 triệu. Các bác muốn mua cái kiểu gì thì mua. Đĩa chạy rất mượt luôn nhá, không có chuyện kén đĩa gì cả. Hàng tôi bảo hành nghiêm chỉnh, nên không bao giờ so sánh những cái loại hàng rẻ tiền
các bác mua vào hàng rẻ tiền thì tiền nào của đấy luôn. Còn rất đẹp. Nguyên cái điều khiển này nó cũng có trị giá 400.000 rồi. Là tôi bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chung cư này nằm tại trung tâm quận Hà Đông, trên đường Quang Trung và đường Lê Trọng Tấn, cạnh ngã tư Văn Phú. Bác có nhu cầu thì đến xe tận nơi hoặc tôi gửi hàng qua dịch vụ bưu điện Viettel. Với điều kiện các bác chuyển tiền cho tôi trước. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.